Hôm nay mình thấy chị bạn bạn cách khi mà trẻ sơ sinh bị đi ỉa mà lâu ngày á mà không ỉa được kìa, thì mình sẽ dùng cái xi lanh này mình cho mật ong vào và mình thông đít, nhớ thông đít nha, thông gọi là thông lỗ hormone cho trẻ đấy, là trẻ sẽ tự đi ỉa được đấy. Dùng cái này, thông đít là cho vào lỗ hormone của trẻ rồi bơm mật ong vào, bơm dài vậy thôi, để tầm khoảng cỡ 3 đến 5 phút là trẻ có thể tự đi vệ sinh được. Ok, đầu tiên là cần một cái xi lanh đó. Đó, thấy chưa, lên rồi đấy là mật ong nguyên chất, thấy chưa, rồi lấy tầm bao nhiêu, lấy tầm khoảng là hai hai cc 2 cc rồi à, bỏ vô hút. bác sĩ đây là cách của bác sĩ khoa phụ sản Hà của Nội. Hà Nội hướng dẫn đấy. Rồi. Ok, xong rồi, sau tiếp theo rồi mình lau sạch sẽ đi. Ok, đây tiểu đây đó, tẹt tẹt thôi đấy, thụt mật ong vào cái là có hiệu quả đúng không? Đấy, đúng rồi, tỉa 5 phút sau thì ỉa tỉa với con, nhưng mà con đi ỉa đặc ỉa lỏng này chứ con hai lần bỏ gì lắm rồi.